Chào các bạn. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái hàng móc chữ cái thứ hai trong bảng chữ cái của mình ha. Thì trong cái bảng chữ cái hàng móc thứ hai này nó sẽ gồm những cái chữ cái như sau: chữ Y ngắn, chữ H, chữ M, N, chữ E, và trong bảng chữ cái tiếng Việt của mình sẽ có một cái chữ E có cái dấu ớ nè. Bảng chữ cái tiếng Anh thì có thêm chữ F và có thêm chữ T trong cái hàng móc này ha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn móc chữ Y ngắn. Sau đó từ chữ Y ngắn này ta sẽ hướng dẫn tiếp theo các cái chữ cái ở phía sau này ha. Đối với chữ Y ngắn, tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này ta sẽ móc lên một dây móc xích dài 8 mũi móc, thì 8 mũi móc này sẽ là độ cao của chữ Y cũng như là các cái chữ còn lại ha. Móc xích thứ 3 nè, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi được 8 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân thứ 8 một mũi móc đơn. Từ đây sẽ làm tương tự cho mình 7 chân móc còn lại ha, móc cho đến cuối hàng. Thì mỗi chân móc ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4 cho chân thứ 4. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng ở phía dưới này nè, các bạn cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để khi ta cắt len không phải dấu len nhiều. Ta được mũi thứ 5 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Và cuối cùng mũi móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Sau khi đã hoàn tất được 8 mũi móc đơn vào 8 mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên, thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn cuối cùng, móc vào một mũi dời. Móc lên một xích, kéo vào cắt len. Dấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm. Sau đó ta sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu, khâu cho mình cái chữ Y này vào trong sản phẩm của mình ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một chữ Y ngắn như thế này. Đây là chữ Y ngắn của mình nha. Nó sẽ có cái độ cao là 8 mũi móc xích nè. Từ cái chữ Y này mình sẽ tiếp tục móc cái chữ H ở bên cạnh của nó. Thì chữ H á, các bạn sẽ móc cho mình hai cái đường giống như là chữ Y nè. Ta sẽ có hai chữ Y, sau đó mình sẽ tiến hành nối hai cái chữ Y này lại. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn thêm một cái chữ Y ngắn ở đây. Để nối hai cái chữ Y này lại thành một chữ H á, thì các bạn sẽ đưa cho mình hai cái đầu mà ta có sợi len thừa nè. Đây ta sẽ nối lại bằng ba cái mũi móc xích ở đây. Thì các bạn sẽ sắp xếp cho mình hai cái chữ Y này có hai cái đầu len thừa này, ta sẽ để cái vị trí như thế này nha. Sau đó sẽ sử dụng một đầu chữ Y nè. Đây, tính từ cái sợi len thừa mà mình kết thúc của cái chữ Y đầu tiên này, đếm lên cho mình 4 mũi móc ha, và đâm kim vào cái chân móc thứ tư đó. 1 nè, đếm từ đây ha. Ta có được chân móc đầu tiên nè, sau đó đếm ngược lên cho mình đến chân móc thứ tư và đâm kim vào chân thứ tư ha. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Đây, đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua chân móc nè. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chữ Y còn lại. Thì chữ Y còn lại các bạn cũng đếm ngược lên cho mình từ cái điểm mà ta kết thúc của cái phần chữ Y này nè. Đếm ngược lên đến cái chân móc thứ tư ha. Đây. Đây là chân móc thứ tư nè. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư và lưu ý đưa cho mình cái chữ Y lên cái sợi len, sau đó đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc thứ tư. Và móc vào đây một mũi dời. Kéo và cắt len. Đối với cái sợi len thừa của mình á, khi này nó đang ở nằm ở mặt phải của sản phẩm, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Và tiến hành giấu các cái sợi len thừa này ra mặt trái của sản phẩm.
Đây là mặt trái của sản phẩm này ha. Kéo hết cho mình cái sợi len này qua, sau đó tiến hành giấu tất cả các cái sợi len thừa ra cái mặt trái của sản phẩm. Ta sẽ được chữ hờ như thế này. Khi các bạn dán cho mình cái chữ hờ vào trong sản phẩm thì nó sẽ định hình như thế này ha. Ta sẽ hoàn tất được chữ hờ nè. Hoàn tất được chữ hờ rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chữ M kế bên ha. Thì chữ M kế bên các bạn cũng móc cho mình một cái chữ Y tương tự, và cái chữ Y này mình sẽ được nối trực tiếp với cái đường M ở bên trong nè. Trước tiên thì cũng tạo cho mình một nút, sau đó mình sẽ tạo một cái chữ Y đầu tiên ha. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây sẽ gây nên 8 mũi móc xích để tạo cái độ dài cho cái cạnh đầu tiên nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi đã được 8 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim lần lượt vào 8 chân ha. Mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Thì làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các cái chân móc cuối cùng ở đây khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè, giống như các cái chữ cái ban đầu mà mình có hướng dẫn á, để cho ta tiện cho việc giấu len ha. Tương tự cho đến cuối hàng nè. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tạo ra một cái đường cao chữ Y như thế này rồi. Thì đối với chữ Y mình kết mũi ở điểm này, nhưng bây giờ chữ M thì mình sẽ không có kết mũi ở đây ha. Mà các bạn tiếp tục nối cho mình để tạo cái cạnh còn lại. Thì từ cái điểm kết thúc này móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Thì 6 mũi móc xích này sẽ là một cái cạnh nhỏ để mình tiếp tục tạo một cạnh nữa, sau đó sẽ móc cái cạnh còn lại ha. Thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó cái chân thứ 6 và chân thứ 5 á, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào đó. Chân thứ 6 một mũi dời nè. Tiếp tục chân móc thứ 5 một mũi dời. Thì như vậy lúc này mình sẽ còn lại 4 chân móc để tạo ra được 6 mũi móc ở đây. Các bạn sẽ tiếp tục tạo nên cho mình 4 mũi tương tự như vậy. Tức là ở đây mình sẽ gây nên 4 mũi móc xích nữa. Thì như vậy là mình sẽ được hai cái cạnh nằm chính giữa của hai cái cạnh hai bên nè. Từ đây các bạn sẽ nhớ mũi móc cho mình ha. Ta sẽ móc lên 8 mũi móc xích để mình tạo cái cạnh còn lại. 2 3 4 5 6 7 và 8. Khi được 8 mũi rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào 8 chân mình vừa móc. Mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình thêm 7 chân nữa nè. Thì ta sẽ có được 8 mũi ha. 8 mũi móc đơn cho 8 chân móc. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3. Móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Mũi móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7 và mũi móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Thì sau khi đã móc được 8 mũi móc đơn vào 8 mũi móc xích mà mình gây nên, thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len và cũng giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm ha. Ta sẽ hoàn tất được chữ M nè. Ta cũng dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cái chữ M này vào sản phẩm, thì mình sẽ hoàn tất được chữ M với cái form như thế này nha. Đây là chữ M của mình khi hoàn tất nè. Hai cái cạnh nằm chính giữa này nó sẽ nhỏ hơn hai cạnh hai bên để cho cái sản phẩm của mình nó được đẹp hơn ha. Bây giờ mình hướng dẫn chữ N. Thì chữ N này nè, nó sẽ giống tương tự cái cạnh đầu tiên của chữ M. Nó chỉ khác ở cái cạnh chính giữa thôi ha. Thì đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một cái chữ Y tương tự như cái cạnh đầu tiên của chữ M.
Nét thứ hai và nét thứ ba của chữ N này á thì nó sẽ được nối từ đỉnh này với cái chân móc thứ hai của cái cạnh còn lại. Thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Thì đây sẽ là chiều dài để ta nối cái cạnh đầu tiên với cái cạnh cuối cùng ha. Và cái cạnh thứ hai này nó sẽ được nối vào cái mũi móc thứ hai của cái cạnh còn lại, tính từ dưới lên. Thì từ đây tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Tiếp tục gây nên một xích và đâm kim vào hai chân mình vừa tạo đây nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ hai nè. Như vậy là cái cạnh thứ ba của mình nó sẽ có hai chân ở phía dưới này. Thì ta sẽ còn lại 6 chân nữa để có tổng cộng là 8 mũi. Các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình 6 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 5 và 6. Như vậy là mình sẽ có được 8 mũi móc cho cái cạnh móc thứ ba này ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào 6 chân mình vừa tạo. Mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình nè. Mũi móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Kết hợp với hai mũi móc đơn mà ta tạo đầu tiên thì ở đây mình cũng có được 8 mũi móc đơn cho cái cạnh thứ ba này. Tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc ta móc mũi thứ hai của cái cạnh này nè. Đâm kim vào đây móc một mũi dời. Đưa cho mình cái cạnh này, hai cái cạnh này lên phía trên của sợi len ha. Sau đó móc vào cái chân móc thứ hai này một mũi dời. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc cuối cùng và cũng móc vào đó một mũi dời. Sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được chữ N ha, giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm. Và khi khâu cố định cái chữ N này lên sản phẩm á, đây thì cái đường móc thứ hai nó sẽ nằm ở cái chân móc thứ hai của cái cạnh thứ ba tính từ dưới lên nè. Ta sẽ hoàn tất được chữ N khi đính vào trong sản phẩm như thế này ha. Như vậy là sẽ hoàn tất được chữ M và N nè. Tiếp tục ta sẽ móc chữ E và chữ E. Thì chữ E là nằm trong bảng chữ cái tiếng Việt ha. Đối với cái dấu E này nè, các bạn sẽ quay lại cho mình ở clip trước. Clip mà ta hướng dẫn cái hàng đầu tiên á, nó có cái dấu á và dấu ớ nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái dấu ớ. Thì cái dấu á và dấu ớ nó cũng tương tự ha. Các bạn sẽ móc cho mình một cái dấu này, sau đó mình đặt ở trên đầu chữ E thì nó sẽ thành chữ E như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chữ E ha. Đối với chữ E, các bạn cũng tạo cho mình một cái đầu chữ Y gồm có 8 mũi móc đơn. Tương tự như vậy nè. Sau đó mình sẽ móc ba cái cạnh ngang như thế này nè. Khi đã có được 8 mũi móc đơn để tạo cái độ cao cho chữ E rồi, thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Kết thúc chữ Y thì các bạn móc mũi dời vào cái chân móc ta vừa móc mũi đơn, nhưng ở đây chữ E cho các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn nữa ha. Sau đó tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích để tạo cái độ ngang, tạo cái đường ngang cho chữ E nè. Được 3 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào 3 chân, mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai, móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi đã có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc xích rồi, để nối cái cạnh này với cái cạnh thẳng ở đây, thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng á, là cái chân móc đầu tiên, thì bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi dời.
Như vậy là mình vừa nối được một cạnh đầu tiên, cạnh ngang đầu tiên của chữ E ha. Tiếp tục để móc cái cạnh thứ hai nằm chính giữa, các bạn tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ ba của cái cạnh ngang nè, của cái cạnh dài á, móc vào đó một mũi dời. Tương tự nè, đâm kim đến chân móc thứ tư và cũng móc một mũi dời. Khi dời lên chân móc thứ tư rồi, tiếp tục lên hai xích. Thì hai xích này sẽ là bề ngang của cái cạnh nằm chính giữa nha. Tiếp tục lên một xích và đâm kim vào hai chân cạnh chính giữa này, ta sẽ móc mũi dời. Chân đầu tiên móc một mũi dời nè. Chân thứ hai cũng một mũi dời. Ta được bề ngang của cạnh chính giữa ha. Kết thúc cái bề ngang này thì tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc thứ 5 của cái cạnh thẳng á, và móc vào đó một mũi dời. Ta hoàn tất được cạnh nằm chính giữa nè. Ta sẽ còn lại 3 chân móc cuối cùng ha, thì sẽ còn lại một cạnh cuối cùng tương tự như cái cạnh đầu tiên mà mình móc. Thì các bạn cũng tạo cho mình lên 2 mũi dời đến cái chân móc thứ 7. Đây, đâm kim vào chân thứ 6 và móc một mũi dời nè. Sau đó tiếp tục chân thứ 7 cũng móc một mũi dời ha. Chân thứ 6 nè. Tiếp tục chân thứ 7 móc một mũi dời. Khi đã dời được mũi móc đến cái chân móc thứ 7 rồi, móc lên cho mình 3 mũi xích để mình tạo cái bề ngang của cạnh còn lại banh với cạnh đầu tiên nè. Móc lên 3 xích. 1, 2 và 3. Tiếp tục lên một xích và đâm kim vào 3 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai cho chân thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi có được 3 mũi móc rồi, ở đây các bạn để ý cho mình cái mũi móc đơn đầu tiên mà mình gây nên ở chữ Y á, thì ta sẽ có cái chân móc ta móc mũi móc đơn và cái chân móc của mũi móc đơn đó, thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân này móc một mũi dời ha. Đây, chân ta móc mũi móc đơn nè, móc một mũi dời vào đó. Sau đó tiếp tục chân của cái mũi móc đơn mà ta móc đó luôn á, cũng móc tiếp vào đó một mũi dời nữa. Sau đó gây nên một xích, kéo vào cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm thì ta sẽ hoàn tất được chữ E như thế này ha. Có thể dán hoặc là khâu chữ E này vào trong sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được chữ E với cái form như thế này. Còn đối với chữ E thì quay lại clip đầu cho mình ha. Clip móc chữ Á, chữ Ớ và móc cho mình một cái dấu tương tự. Đặt lên chữ E thì ta sẽ ra được chữ E nha. Thì mình vừa hoàn tất được chữ E và chữ E nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn chữ F. Chữ F nằm trong bảng chữ cái tiếng Anh nha. Đối với chữ F này thì nó cũng gần tương tự giống như là chữ E. Cách móc cũng tương tự ha. Và ta cũng có một cái chữ Y đầu tiên ở đây. Thì các bạn sẽ móc cho mình một cái chữ Y gồm có 8 mũi móc đơn và 8 chân móc xích. Đến cái chân móc đơn cuối cùng ở đây rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Khác với chữ E là ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Còn ở chữ F thì các bạn sẽ móc tương tự giống chữ Y là ta sẽ móc mũi dời vào chân móc đầu tiên này ha. Sau đó tiếp tục dời cho mình lên các cái chân móc nằm chính giữa và ta sẽ tạo cái cạnh ở phía dưới. Chân thứ hai móc một mũi dời nè. Tiếp tục dời chân móc đến chân móc thứ ba. Dời thêm một lần nữa vào chân móc thứ tư nha. Và khi đã dời được mũi móc đến chân móc thứ tư rồi, tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Từ đây mình sẽ làm tương tự giống như hai cạnh cuối cùng của cái chữ E nè. Móc lên hai mũi móc xích. Được hai mũi, tiếp tục lên một mũi xích và đâm kim vào hai chân, mỗi chân là một mũi dời vào mỗi chân. Thì cái cạnh chính giữa luôn luôn là móc mũi dời nha. Khi có được cái cạnh ngang đầu tiên thì tiếp tục đâm kim vào chân thứ 5 móc một mũi dời. Ta hoàn tất được cạnh ngang đầu tiên ha. Dời tiếp lên cho mình hai mũi nữa vào chân thứ 6 nè. Và tiếp tục dời lên chân thứ 7. Từ đây tạo một cạnh ngang ở phía trên, móc lên 3 xích. Được bề ngang rồi, móc lên một xích và móc vào 3 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn.
móc đơn nè, thứ nhất cho chân thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân thứ hai, và mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Tương tự như chữ E và chữ E ha, thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, chân móc ta móc mũi đơn và chân móc của mũi móc đơn sẽ đâm kim lần lượt vào hai chân móc này. Thì chân đầu tiên là chân ta móc mũi móc đơn nè, móc vào một mũi dời, sau đó tiếp tục là chân của móc đơn móc tiếp vào mũi dời, móc lên một xích kéo qua các len, thì ta sẽ hoàn tất được cái chữ F như thế này ha. Đến cố định chữ F lên sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được form chữ F như thế này đây. Còn một chữ cái cuối cùng trong cái dãy chữ cái này thì mình có cái chữ tờ. Chữ tờ trong bảng chữ cái tiếng Anh và tiếng Việt đều có ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một cái chữ Y gồm có 7 mũi ha, khác với chữ Y đầu tiên là 8 mũi nè. Thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi thôi. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi được 7 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 7 và lần lượt các chân còn lại luôn ha. Tức là 7 chân, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối hàng. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Tiếp tục móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Các cái mũi móc cuối cùng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Móc đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy. Khi đã có được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình nè. Đây là chân ta móc mũi đơn cuối cùng và đây sẽ là cái chân móc của mũi móc đơn ha. Thì các bạn sẽ để ý cho mình, nhớ cho mình hai cái mũi móc này ha. Tiếp tục móc lên hai mũi xích. Để ta tạo cái bề ngang của cái chữ tờ này nè, thì ta sẽ có hai mũi xích ở hai bên. Thì từ đây móc lên hai xích. 1 2. Khi được hai xích rồi, tiếp tục móc lên một xích và đâm kim vào hai xích ta vừa tạo. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Khi có được hai mũi móc đơn rồi ha, thì hai cái chân móc mà mình để ý ở ban đầu á là cái chân của cái mũi móc đơn và chân của mũi mà ta móc mũi móc đơn á, thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân mũi móc đơn đó một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân ta móc mũi móc đơn, móc tiếp một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có 4 mũi móc đơn rồi ha. Từ đây tạo cạnh còn lại, móc lên 2 xích. Được 2 xích rồi thì lên 1 xích và móc vào 2 xích mà ta vừa móc á. Hai chân này nè, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã hoàn tất được cái cạnh bên trên rồi ha, mình sẽ nối cái cạnh bên trên với cái phần thân. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ta móc mũi á, móc đơn cuối cùng ở đây nè. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó kéo vào các len. Ở đây mình không kết mũi nha, mà các bạn tiến hành kéo vào các len. Lúc này cái sợi len thừa của mình nó đang nằm ở mặt phải của sản phẩm nè. Các bạn tiến hành dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời cuối cùng á, và kéo cái sợi len thừa ra phía sau. Đây, giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Và khi cố định chữ tờ lên sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được một cái chữ tờ như thế này. Đây, các bạn có thể khâu hoặc là dán đều được nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái hàng móc thứ hai gồm có chữ cái kết hợp bằng các cái đường thẳng như thế này. Đây, từ chữ Y cho đến chữ T ha,